cả nhà. Nay cho lên cái bãi này câu nữa coi, bữa nay nước cũng kém quá, không biết được nhiêu nước đây, chắc được một chút xíu nước gì đây. Chỗ này chắc cũng không sâu gì mấy nè, cũng có 7-8 tấc nước gì đó, mới lên cũng dọn lại lỗ. Giờ này thì cũng chưa rồi, còn còn nước một à. Đây mồi câu mình đây, mồi câu FC có số điện thoại nè 0778186869. Mồi này thì mình cũng có bán nữa, 2kg 90, 3kg 120, 4kg 160, 5kg 200, tất cả thì bao ship hết. Múc cái nước xong trộn rồi giờ mồi này vừa câu vừa thả thính luôn, cũng có một loại một à, không có 2-3 loại mất công, gầm gà thủ tục. Còn các cô cậu muốn gì trộn thêm gì đó, trộn trứng bơ hoặc chuối hay gì đó tùy thích, tăng thêm độ nhạy của mồi thôi chứ không có gì hết. Để thả với ít cục coi, 1-2 cục dụ cá vô coi. À, nước kém quá không biết có cá gì vô không đây. Nhóc ếch có cá dính ếch nè, nhóc ếch dính luôn. Có cá mà nhóc ếch. Ôi ôi mày ơi, mày ơi ngặt nghèo thiệt chứ. Ôi ôi những cái gục phi dính lên cái bụng biết thiệt chứ. Dính ngay đây nè, cái đuôi dính ngay gúng gúng này. Quý, trời ơi, quý gì dính ngặt ngặt không ta?
hết con dính gúng người ta dính mang. Kệ, dính đâu dính, miễn có dính được rồi. Ê, Goofy. Dẫn mày dính nhưng phải cái dẫn dính. Dinh giật giật không phải đang giật cái giật đây. Ôi, lên con Goofy quá xa đã rồi. Đây, hết hồn Goofy nè. Bằng tay xe luôn, ghê gớm. Có cốc
đây dính cả cốc to nè, ngon lành không, cả cốc. Ôi, chép đỏ. Này, anh biết cái chép đỏ à? Đây, thành quả được mấy con đây, được mấy gù phi, những con cá chép, những con ếch, nãy có dính con cá cóc con bự cá ký vậy, bỏ vô thùng cái nó gãy ra, nay cũng được nhiều để ăn buổi chiều nè, thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, cả nhà có dính tiếp theo, con ếch nhảy quá nhảy.